giờ mình sẽ đến tới công đoạn chiên. Đây con tôm hùm lúc nãy mình chặt đây, và đây là chảo dầu. Dầu thì mình phải để cho dầu nó sôi và lửa phải lớn, và mình lưu ý là mình chỉ chiên sơ thôi, tại vì chút nữa mình còn xào với trứng muối nữa. Đầu tiên mình sẽ chiên cái đầu của nó trước. Đây cái phần đầu nãy mình cắt thành đôi đó, chiên phần đầu trước. Và thấy không, dầu nó phải sôi như thế này, lửa phải lớn. Thấy nó vừa chín tới rồi thì mình lấy ra ngay, đừng có chiên chín quá. Tiếp theo là đến cái phần càng của nó, những cái phần càng. Lúc nãy mình chặt cái đầu càng đó là để khúc này nè, mình chiên nó sẽ không có nổ và không có bắn vô người của mình. Nếu mà lúc nãy mình không chặt cái đầu của nó là bây giờ nó sẽ nổ lên và nó sẽ bắn, nó còn nguy hiểm. Chiên thì mình sẽ để ý chú ý nó, khi nó vừa chín tới mình sẽ vớt ra. Đó, thì mình thấy nó vừa chín là mình bắt đầu vớt ra đi. Và cuối cùng là cái phần đuôi của nó, những cái đốt đuôi. Và sau cái công đoạn này là sẽ là cái công đoạn xào trứng muối. Đây là tôm hùm sau khi đã chiên.